Ngày 13 tháng 2 tức ngày 11 tháng Giêng âm lịch, tại xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, lễ dâng hương tưởng niệm 736 năm ngày tướng quân Phạm Ngũ Lão ra quân đánh giặc giữ nước. Là người con của làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, nay là xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, Phạm Ngũ Lão đã làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp của quê hương Phú Hiến. Để tưởng nhớ vị tướng tài danh, người dân đã lập đền thờ Phạm Ngũ Lão ngay trên nền nhà cũ của gia đình ông. Tại lễ tưởng niệm, các đại biểu và khách thập phương đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của tướng quân Phạm Ngũ Lão, khẳng định những công lao to lớn của vị tướng tài ba đã góp phần cùng triều đình nhà Trần đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông. Ban tổ chức lễ hội cho biết, nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Tân Mão, nhiều hoạt động văn hóa truyền thống mang giá trị nhân văn cao đẹp sẽ diễn ra trong những ngày lễ hội, như lễ dâng hương tưởng niệm, cầu chúc thiên thời địa lợi nhân hòa, hoạt động văn hóa thể thao, các trò chơi dân gian rèn luyện sức khỏe như thi vật, múa rối, hát chầu văn, hát quan họ, hát chống quân, hát giao duyên, chơi chọi gà, cờ tướng, đấu vật.